Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Rồi thôi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, và trong buổi live này sẽ test team quốc dân nhé, trị giá 120 tỷ. Đội hình mình sử dụng là 4-2-1-3. Tiền đạo sẽ là Robéo, MC cộng 5. Hai biên sẽ là Nedved và De Bruyne. Cam sẽ là Gullit. Hai CDM sẽ là Goretzka và Ballack. Bộ tứ vệ là Theo Hernandez, Rudiger, Van Dijk và Kyle Walker. Thủ thành là Edwin van der Sar mà là mùa giải LH cộng 5. Dưới này thì còn vài con nữa như là Kylian Mbappé, CR7, LH5, Perisic, Varane. Đấy, một vài con nữa. Tạm thời mình sẽ sử dụng hình này nhé. Tí nữa thì để coi sao đã. Vì mình thì mình thích để Kevin vào giữa hơn. Có thể Gullit có thể xuống dưới này. Cánh thì có thể thay thế bằng những con khác, như Perisic chẳng hạn, thậm chí là CR7 cũng được. Giờ sẽ là chiến thuật đội và chiến thuật đơn nhé. Đây sẽ là chiến thuật đội mình sử dụng trong ngày hôm nay. Theo sẽ là chiến thuật đơn. Ôi, nhanh đối phương không nhiều. Ronaldo, ôi đánh đầu nhẹ quá. Hết vét. Nhanh quá, 4 phút. Quá, hình quá. Tốt rồi. Pet ơi. Tốt quá. Lần này sẽ đá an toàn hơn, không DD nữa. Không nhớ lắm là những CB của mùa FPS. Rô béo. Đây là 7. Ồ. Tốt. Quá. Tốt quá. Rồi nơ. Học. Ôi trời ơi. Đây là sick. Con tên hát biết đâu ông gọi về đó chứ. Tốt quá. Còn chú ý đến cái tình hình chấn thương của anh ta nữa, mà chú ý đến quả tóc. Nước đi khá hay đó chứ. Ba lát. Rồi nơ. Về vào chỗ rất tốt. Nhất cũng phải đỡ được quả banh chứ.
Không, giác như là chưa học xong cái cơ bản để là học chiến thuật ấy, cảm giác là vậy. Này thì điều khiển thủ môn này. Cua xong buồn kinh khủng luôn. Chết này. Thôi nơ. Tốt quá. Và lát ô chỉ đang nói trước thôi, tức là nếu có là lại một lần nữa thủ môn rời khỏi khung thành, không có tạt bóng cho nên không biết tạt. Kiểu bóng rất ngọt của Rainer. Và đó là những trải nghiệm của mình về đội hình Trung Quốc dân trị giá 120 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.